Cặp đồng hồ giá trên 300 triệu đồng dành cho nam và nữ. Một cặp đồng hồ chính hãng từ một trong những thương hiệu đồng hồ xa xỉ từ đất nước Thụy Sĩ rất sang trọng, đó chính là Chobac. Đây là một cặp đồng hồ dành cho nam và nữ, vì nam size to, nữ size nhỏ, nam size 41, nữ size 36. Và cụ thể đây là chân dung và toàn cảnh về chiếc đồng hồ dành cho nam này, và đây là chiếc dành cho nữ. Thật ra thì hai chiếc đồng hồ này hoàn toàn là như nhau, hình dáng, kiểu dáng, màu sắc, từ phần dây đeo đến mặt dial, đến cọc số giờ, đến ba kim giờ phút giây. Chỉ khác một điểm trong mặt dial, đó chính là ô lịch ngày trên chiếc đồng hồ Chobac dành cho nam say nam này là nằm ở trong giữa vị trí góc 4 giờ và 5 giờ, còn nữ thì không có ô lịch ngày. Và một chi tiết khác biệt đương nhiên đó chính là kích thước size, nữ thì nhỏ hơn. Wow, cầm chiếc đồng hồ Chobac này lên thì đang thấy có một cái ô ở giữa và hai ô xung quanh dây đeo, đặc biệt là ô ở giữa là bóng sáng bóng hai bên, ở hai bên dây đeo là theo kiểu nhám, mà đường ở giữa, ô ở giữa là bóng sáng bóng. Và hôm trước Kỳ Lăng có giới thiệu về đôi giày của Kỳ Lăng, từ ý tưởng từ thanh chocola ngọt ngào Kỳ Lăng mới đưa vào trong cái bộ logo giày của mình đó. Thì bây giờ mình nhìn thấy đây, và trên cái đồng hồ Chobac này cũng có cái ô vuông vuông tựa như vậy. Khi mà Kỳ Lăng lấy ý tưởng từ những thanh chocola ngọt ngào yêu thương đưa vào trong cái logo của mình, so sánh với những chiếc đồng hồ Chobac, đây cũng là một đặc trưng trên những chiếc đồng hồ Chobac. Khi mà đưa cái thiết kế ô vuông và chất cạnh bóng sáng như thế này vào, rất đẹp, và tương đồng là logo vương miện của Kỳ Lăng đang gắn lên trên đôi giày, cũng có hai bên những ô vuông mà chất cạnh để tạo nên sự lấp lánh và ánh bóng nhờ vàng nguyên khối chuẩn hội ngoại này.